Chào tất cả anh em nha, hôm nay đã quay lại kênh của mình nha. Mình có bộ ba lá cờ nè, hai mái, một pin nha. Cái này là chỉ cái vỏ pin này mình cho theo thôi nha. Nó có vỏ pin này mình cho theo nha, nó có bị hư anh em về chế nhưng sạc thì vẫn xài được nha. Có con sạc đây mà nó mới có hai chui rồi, mình cháy với một chui nữa nha. Chỗ pin này coi như mình cho theo nha, pin này coi như mình cho theo. Bộ này là số 1 đang chưa mốt nha, cái nó hơi nặng, cái pin nó nặng nó vô nè. Một cục sạc này mình test sóng này, cục sạc này mình test nha, chưa có được lâu nha, sạc nhưng mình vẫn nóng rồi nha. Bộ này là chưa mốt, để mình test máy anh em coi nè. Pin này cũng không cầm nha, còn pin đã không cầm để mình test máy thôi nè, đều tóc rồi, nhanh rồi, thánh rồi, đảo chị nó đều tóc nhanh rồi, thánh nè. Tình trạng máy là nó dày, đó, trạng máy nó dày. Một bộ nha, này máy một bộ nha. Gắn cái vỏ pin này vô mình test cho anh em coi nè. Gỡ pin nó nặng, có hai cái lò xo với cái gài đế pin đó. Làm gỡ vỏ pin tốn thời gian của mình. Cái đầu khoan này không có búa nha, chỉ cấp trượt thôi. Thử test cho anh coi, đều tóc rồi có đầy đủ hết nha. Cái ba đứt cơ đầu tiên này có búa nha. Nè, đều tóc nè, nhanh nè, thắng nè, đảo chiều nè, đều tóc nè, nhanh nè, thắng nè, không đó, 10 là 12V hết nha, tình trạng máy nè như thế này rồi, okay. Rồi. Cái vỏ pin này mình cho theo nha, cái dư nhà mình cho theo tìm kiếm cái chân sạc này nó không ra, để dục ở đâu quên, coi trước có nhiều lắm. Rồi, có này cục pin của nó đây, nó chạy thôi chứ nó không có cầm được lâu đâu, cái pin đi kèm nó vậy đây, pin sạc này nha, pin sạc. Thêm cục này, cục này mình test sóng rồi, còn cục này mình test nó vẫn lên đèn thì được. Mình cắm điện thẳng sẵn thử cái dưới này nha. Lên đèn nha anh em, nhận nguồn rồi đó, màu đỏ nè, không nè, tắt ra nè, không tắt. Cục này vẫn lên đèn bình thường nha, sạc nhanh hay chậm không có lên đèn, đèn không tắt được không, tắt pin rồi không, nó qua đèn xanh là nó báo đầy cục này. Rồi, ok, số 1 mình bỏ dưới. Số 2 Nati này, cây này mình chưa có test chạy nha, em là cũng mua về test bình thường, mấy cây này nó không có chết. Số 2 này mình bán 300k đó, tình trạng máy của nó như vậy đó. Cây này cũng còn rất là mới, 4.8 nha này. Cây số 3 của Nati 6901. Rồi, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin đó 650k.
Rồi mình gắn cục pin vô mình test cho nó không. Đây, kiểu tóc nha. Nhanh, thắng. Nhanh, thắng. Đây, đảo chiều. Nhanh, thắng nha. Cây này có búa nha. Ừ, dọc cái búa nè. Bàn búa này nha. Bàn búa này nè. Cấp trượt cái này. Cấp trượt và cấp khoan không trượt nha. Số 4, số 5. Ra không trượt. Không trượt cái nặng lắm. Cầm kiểu nổi này. Tình trạng máy là gì với này. Ở đây vỏ pin của nó nha. Bên này mình test, bên này mình đóng máy mình test. Đây số 4. Cũng na tay luôn. 6207. Thân máy vỏ pin nha. 500k. Vỏ pin của nó nè. Đó vậy. Test thử cái này coi. Cây này nó không có đều tóc nha. Nó thắng, nhiều khi nó thắng bằng đầu búa mà nó thắng bằng cái trong đây nữa. Được không? Đó. Đó. Cái này lạ lạ mình thấy nè. Nó không cấp được. Và một cốc khoan nữa nè, khoan hiện thể nữa nè, cầm tay cái số 5 mà tình trạng má như vậy. Lại cái này cái số 4. Tiếp tục cây số 5 nha. Cây Magita nè. M693D nè. Cây này mình test chạy nha. Giờ nó thời gian cũng gấp quá. Mình không có cấp mini test cho nên được. Lấy pin 84 mình test. Nhưng mà mình test rồi, mình test chạy thử rồi. Đó, tình trạng máy là vậy. Pin nó vậy, máy nó nè. Đó. Nói chung cây này cũng còn mới lắm. Mình cũng chưa chùi rửa, mới lấy về luôn. Đầu không ra lắc nha. Anh em nào có thích thích mấy cây nào mình chưa test cái test rồi lên kết bạn Zalo mình cũng được test nó cho còn tiếng hơn. Cây số 5. Rồi. Tiếp tục cây số 6. Mình bán một cặp nha. Cũng na tay luôn, 103. Cây này là hai cái thân máy luôn nha. Để mình gắn pin vô mình test cho anh em coi. Đầu qua tôi lót 13 ly hết đi. Đó. Được tóc rồi. Nhanh thắng nè. Đảo chiều nè. Được tóc rồi. Nhanh thắng nè. Trên đây nó cũng như vậy thôi. Cũng có một cấp này nó để chạy chậm hơn tí thôi nha. Nó có 21 số. 21 số trượt. Nghe một cấp khoan không trượt nha. Đó thì tình trạng hai cái máy này vậy. Cái này em bán một cặp nha, 700.000. Đó, một cặp như vậy. 700.000. Đó, tình trạng máy nó như vậy, đó. Số 8 này nha. Cây này mình cũng test chạy rồi. Nhưng mà mình chưa có đóng pin kịp để em test anh em á. Có pin mình bán giao theo bộ rồi.
là tình trạng máy nó như vậy. Này vỏ pin nó luôn nha. Đó, tình trạng máy nó như vậy. Cây số 8 là 450 nha. Số 7 chứ. Ok nha, tiếp tục cây số 9 nha. Cây này nói chung là mấy cây Ruby này mình test chạy hết rồi á. Là tình trạng máy nó như vậy nè. Chỗ pin nó như vậy nè. Đó. 450k luôn nha anh em. Anh em nào muốn mua mấy cây này á, cách tại Zalo mình test. Đều tóc thắng rồi đầy đủ đó. Số ngồi cái số 10 này. Cái Hitachi nha anh em. 9DM nha. Cái này mình cũng test chạy rồi. Đây là thân máy giấu pin đó nha, mình bán 450k. Anh em nào mà có thích mấy cái này á, cứ nhắn tin vào Zalo của mình đó. Các mình có số điện thoại nhắn tin vào Zalo mình test máy này, cụ thể cho anh em coi, chụp hình rõ cho anh em coi. Cây số 11 nè. Mình bán nguyên một cặp luôn nha. Có một vỏ pin lùn và một vỏ pin cao nha. Đó. Nói chung là cái này cũng chạy rồi, mình test cho anh em coi. Cái này mình còn pin đây nè. Đó. Thật máy vỏ pin nó như vậy. Cặp này mình bán 800k nha. Gắn mình test cho anh em coi nè. Điều tóc. À, nó biết sao bố nó dạy rồi nó bị lỏng cái đế pin dưới đây nha, lỏng cái đế pin dưới đó không không là đầy tóc nè, nó bị lỏng đế pin nha, nó bị lỏng cái chân dưới. Anh em về có mở ra chùi rửa lấy miếng nhám chùi nó miếng nha nè, không tóc nha, đó lỏng đế pin dưới không đó, tình trạng máy giấu pin nó vậy nè. Chứ đây là mình chạy rồi, này bán nguyên cặp nha. Đây cái này cũng nha. 6501. Này vỏ pin nữa nè. Vỏ pin lục nha. Nó này chết rồi. Ok nè. Cái này ngon nè. Điều tóc nè. Điều tóc nè ha. Nhanh nè. Thắng nè. Ở chiều nữa ha. Nhanh thắng nè. Đó, tình trạng máy nó như vậy. Cây này cái đứt pin nó bị dơ nha. Mình về lấy cái nhám diễn nha. Mình đang chụp nhám bự. Ai mua cái này mình test cho mẹ đồ tóc nè. Ngoài lỏng không? Nhanh nè, thắng nè. Thắng nè. Mình chưa có vệ sinh mấy cái này hết nha. Cái nào chạy mình khỏi vệ sinh luôn. Cái nào nó chạy mình tháo ra mình coi dầu mỡ nó như thế nào. 13, 14. Cái 13 này nha. Cái 13 là Panasonic nè. EZT166 này. Cái này 450 nha anh em. Thân máy gió pin đó. Đầu qua tôi lắp 13 ly luôn nè. Gió pin của nó nè. Gắn pin nhìn test cho em coi. Đó, đèn đèn nè. Điều tóc nè. Nhanh nè. Thắng nè. Đảo chiều nè. Điều tóc. Nhanh thắng.
Trên đây nó cũng có giống cái kia, nó có một cây chậm đúng không? Rồi, cái này nó chậm là thắng nè. Nó có 18 số trượt và một cấp khoan số trượt nè. Đây, dạng đậu ra nè. Đó. Bắt trượt nó nha. Rồi, con máy cho pin. Tình trạng máy nó như vậy. Này, dán để ghi số, ghi số tiền, em dễ nhìn thấy rồi. Ba cái này sao có 12 nữa mình quên quay này, tình trạng máy như vậy. Mười bốn đó, 14, 15, 16 là cũng real quay. Nói chung cái máy cây này mình đã chạm hết rồi á, thắng điều tóc đầy đủ hết, đầy đủ ha. Đó. Cái này pin nó mới sạc thử vô còn sống rồi, mình để mình test thử thôi. Khuya rồi quay clip này khuya quá này. Thì nó tình trạng máy như vậy này. Đó đó đó, tình trạng máy như vậy. Này cục sạc anh em, sạc Hitachi từ 7/2 đến 18V. Cái này cùng này cũng 7/2 đến 18V, đồng giá 300k. Sẽ mấy cục sạc này mình test sống đi nha. Có cục Nati này từ 7/2 đến 28V nha. 28/28 là mình test sống luôn rồi đó. Cái này được sạc được pin li-ông luôn rồi nha. Cái này 45k nha. Còn số 17, 18 sạc Hitachi cho 300k nha. Nói chung mấy cái này mình test sống, ai muốn mua thì mình lấy gắn mình test cụ thể cho anh em coi nha. Cây số 20 nè. Cây này mình cũng test chạy rồi nha. Hitachi WH12DK. Cây này nó có cái số chỉnh trên đây nè, mà mình không biết chỉnh gì, mình chưa có nghiên cứu tới sáng. Sáng nay mình mà coi mình thử rồi nó chỉnh cái lực gì của nó trong đây nha. Cây này mình thấy là lạ lụm vậy, nó thấy cái số chỉnh này là lạ lụm vậy. Cây này thân máy nha, bán 400k cây số 20 ạ. Cây số 21 cũng Realme. Đó. Tình trạng máy đang vậy. Đó. Cây này cũng 450 nha anh em. Đó, tình trạng máy gió pin nó vậy. Cái mấy cây này mình test chạy nha. Cây số 22 nè, Panasonic nè. Cây vít góc nè. Cây này mình test chạy rồi, ai mua mình gửi clip qua test cho mình coi nha, cho coi nha. Ừ. Không có vỏ pin nha, cây này thân máy không nha anh em. Bán 400k nha. Đèn điếu còn đầy đủ hết luôn á. Ai mua thì mình bắt cây này mình gửi clip cho con. Cho mua cái nào mình gửi clip cho con em đi. Cây nào mình chưa test mình gửi clip cho cụ thể anh em coi. Còn cục sạc Panasonic nè, 3.6 nè, mình cũng test hết rồi nha, test sống, test cục sạc sống nha, nó sạc được li-ông và niken luôn nha, nha. Hôm nay li-ông và niken nè, đó, tình trạng cục sạc nó như vậy. Cây này 350k nha, cây số 23, rồi cái số 24 nè, số 24, cục này mình không đi quay đầu khoan nha. Bán 800k, một máy, hai pin, một sạc. Cái này có đường tóc đầy đủ nha anh em. Pin này còn rất mới mà không biết cầm mà pin niken á, thường mình bán vỏ pin luôn. Nó còn sống mình cũng bán vỏ pin mà.
đều tóc nè, nhanh nè, thấy không, thắng nè, đó. Trên đây nó có tua chậm lại nè, số 1, số 2 thì chạy chậm lẹ thôi, thấy không, nhanh hơn tí nè. Cái này nó có mũi vít nha, với một thùng nó là có được, ở đây có một mớ mũi khoan nữa nè, đây giữ hai cái mình không có bỏ được nha, mũi khoan ở đây nè, thấy không, mũi khoan nè, có một mớ cái đầu 8, nếu 8, nếu 10, nếu 5, nếu 6 vậy á, còn cúng catalog luôn, cúng catalog nó nằm trong đây, nằm trong đây, mình chả biết tiếng nó, mình mấy máy mình quen cái gì vậy, có thắng có đều tóc đó nha anh em, nè, nè đều tóc nè, nhanh nè, thắng nè, đảo chiều nè, đều tóc nè, nhanh nè, thắng nè không, đầy đủ nha, cái này riêng quy nha, tuần này mình bán 8-5k, chung là mình bán là tính thân máy gió pin thôi. Mình có một mớ cái đầu chuyển nón này có chắc của Đài Loan mình mới lượm được, mấy cái đầu này mình bán 80.000 cho ba cái đầu chuyển nha anh em, ba cái đầu chuyển nè, để mình mở mấy cái ốc xe hay bộ đó, ốc xe rồi nha. Một bộ một cái hộp thì là 80k rồi, cũng hết clip rồi, chào anh em nha. Anh em nào có theo dõi kênh của mình đó mà thấy muốn mua máy gì đăng ký kênh nha, mình cũng hay đăng thường xuyên lắm. Rồi chào anh em nha, chúc anh em buổi tối vui vẻ.